Hello, hello, hello. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay quý vị và các bạn khỏe không? Chủ đề của mình hôm nay là cái cách làm sao à, để giữ cho ngò ôm của mình được là tươi à, lâu hơn. Thì à, đây là cái kinh nghiệm à, trong cái cuộc sống của mình. À, muốn chia sẻ đến tất cả các bạn và mong rằng nó hữu ích, nó là hữu ích đối với tất cả các bạn ha. Những bạn trẻ nào chưa từng biết qua thì đây là một cái kinh nghiệm quý báu. Đây, để mà giữ ngò gai được lâu hơn, ha, thì bạn cần một cái keo, bạn cần một cái keo một cái là một cái vật đựng đi mình nói chung là một cái vật đựng thật là sạch và nước sạch ở nhiệt độ là vừa phải nhé thì bạn mua một cái bó ngò ôm ở ngoài chợ về bạn dự định nấu canh chua hay bạn dự định nấu phở hay bất cứ món gì đó thì bạn mua bạn mua cái ngò ôm này về ha thì nếu như bạn xài không hết hoặc bạn chưa kịp xài nha, bạn đều có thể dùng cái cách này đó là cái cách là bạn sẽ đặt cái ngò ôm này vào ở trong nước bạn ngâm nó nha, bạn ngâm nó như vậy đi rồi nếu như bạn ở xứ lạnh thì bạn cần một cái bịch ni lông trắng và trong như vậy nè nha, giống như của mình như vậy lúc nào nếu ở xứ lạnh lúc nào cũng phải có cái bịch ni lông này để mà là chùm trùm lại ha các bạn ha thì đối với mình đó thì mình dùng cái keo này nè các bạn cái keo này là là cái keo mà mình mua là cái xót để làm à à free đồ cái mình xài cái xót mình làm rồi cái xong mình rửa cái keo cho nó sạch đi ba cái à, dầu mỡ bơ sữa gì trong đó đó mình rửa cho nó sạch ha rồi xong cái mình đổ nước à, sạch vô đây còn cái á, là ngò ôm này á mình mua ở chợ về ha rồi cái là mình đặt mình, mình mình đặt nó mình cắt bỏ bịch xong cái mình đặt nó mình cắm nó vô trong đây thì các bạn nhìn cái hình dạng của nó đó như là à, cắm hoa vậy đó ha cắm hoa vậy đó nhưng mà uổng quá uổng một cái là mình không thể nào mà mình chứ mình trưng nó ở phía bên ngoài được ha mà lúc nào mình cũng phải trùng nó lại bởi vì là ở xứ lạnh thì phải chịu như vậy thôi à, cái cách giữ cho ngò ôm à, được à, tươi lâu á, thì đơn giản lắm chị bạn chỉ cần cắm vào nước như vậy cho mình rồi bạn giữ ẩm cho ngò ôm bạn giữ ẩm cho ngò ôm bằng cái cách làm nãy mình nói đó mình nói tới nói lui mình nhắc đi nhắc lại để có gì nhầm khi các bạn là à, nắm thông tin không có kịp đó thì các bạn nghe lại như vậy còn những bạn nào không thích mình nói tới nói lui thì cũng thông cảm thông cảm cho mình ha. Đây là cái bịch ni lông nè. Đó, mình chùm mình chùm từ dưới này kéo lên. Mà đối với ngò ôm á, các bạn biết không, mình không có chùm một bịch này đâu. Ê, tùy theo cái nhiệt độ mỗi nơi, nhưng mà cái à, ở chỗ của mình đó là mình chùm là từ 2 cho tới 3 lớp của cái bịch này nè. Đó. Đó là cái sự khác biệt mình chùm từ 2 cho tới 3 cái bịch như vậy. Một cái bịch ở ngoài á, là kéo lên xong rồi một cái bịch đó là ở trên nó là chùm xuống gõ ngoài một cái bịch đó là chùm ở dưới chùm lên nữa thì mình cũng thay nước mỗi ngày cho ngò ôm à, và mình cũng là mở cái bịch ra khi mà mình thay nước đó mình mở cái bịch ngò ôm ra mình cho nó thở hả mình cho nó thở và lúc nào mà bạn thấy mà nắng mà chiếu trực tiếp vô nó đó là tự nhiên cây ngò ôm nó héo nó héo rủ xuống liền nó héo rủ xuống liền cho nên nó là bạn nên lưu ý là không nên cho nắng trực tiếp chiếu vào nó cần ánh sáng nhưng mà không cần quá nắng quá gay gắt chiếu vào nó nhé và ngò ôm nó không có chịu lạnh được nó không có chịu lạnh được gì mấy đó ở việt nam thì trồng ngò ôm thì hết sảy rồi ha nhưng mà ở xứ lạnh thì không được không có được tốt gì mấy à nếu mà bạn hên nữa đó thì khi mà bạn ngâm á bạn ngâm nước á thì à để mình coi bạn ngâm nước thì nó sẽ ra rễ nó sẽ ra mấy cái mắt này nè nó ra rễ nè đó còn có nhầm khi mình ngâm á nó không ra rễ nha các bạn nó không ra rễ mà từ từ nó cũng nó cũng hư mình không biết bên ngoài chợ người ta xịt cái gì đó không biết người ta xịt cái gì mà nó dễ bị úng dễ bị hư dữ lắm đó thì à, mục đích á để cái cách này á là bạn giữ cho nó được tươi lâu hơn đó các bạn thấy một cái bình như vậy dễ thương quá ha và cũng giống như là mình trình bày à, ngò gai nó cũng tương tự như vậy thì bạn nên cân nhắc với cái là cái 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 keo của mình vỏ gì nè thì là mình nên nó là hạn chế bớt cái là cái dân số của ngò gai ha ngò ôm quên con xin lỗi à, ngò 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 ôm đó như vậy thì cũng hơi nhiều đó trong thời gian lâu thì bạn không có nên để nhiều quá như vậy đó nhưng mà mình chia sẻ luôn à, là cái ngò ôm này nè là mình đã để trong cái keo này là hơn một tuần rồi đó bạn à cũng dày ha bạn thấy nào mình để như nè là Nà, cũng là một 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 cái 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 cái, cái, cái chùm như vậy nè đó mình để một tuần rồi mà bạn thấy nó đẹp không nó tươi tốt như vậy nè đó rất là thích mùi nó rất là thơm mùi rất là thơm thì à, bạn để nhiều như vậy cũng không sao nhưng mà bạn phải thường xuyên chăm sóc, để ý đến nó, ha bằng cách là mình mở cái bịch ra, mình cho nó thở, mình thay nước cho nó, ha rồi là cái ánh nắng thì mình để là coi như là không có nắng phà phà trực tiếp vào nó nữa thì ngò ôm của mình thì sẽ giữ được lâu. Còn hơn nữa bạn thấy bạn để mà nó ra rễ được đó thì đây là cũng là một cái cách bạn vừa giữ được tươi lâu và bạn có thể là giữ, giữ được cái giống của nó và bạn hãy có thể trồng được nó nữa ha thì à, cái video của mình á tới đây mình xin phép được là dừng mình chia sẻ chút ít kinh nghiệm à cái cách giữ ngò gai cái cách giữ ngò ôm được lâu hơn như vậy mong rằng nó hữu ích đối với những người là chưa từng biết, chưa từng biết, còn những bạn nào đã biết qua thì xem video cho vui. Có cái gì sai sót, có cái gì mà là các bạn là nghe hoặc xem không có vừa lòng, không có vừa ý của mình thì mình cũng là coi như mong rằng tất cả các bạn rộng lượng mà coi như tha thứ, bỏ qua hết những cái lỗi lầm nhé. Yeah. Bởi vì làm con người không ai là hoàn, hoàn hảo hết Mình xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn Có được một ngày vui, khỏe, nhiều may mắn Và rất là cảm ơn thời gian quý báu của tất cả quý vị và các bạn Đã quan tâm theo dõi cái video của mình cho đến giờ phút này và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau mến chào